Rồi, xin chào các bạn nha. Chúng ta bắt đầu. Trước hết là rất là cảm ơn các bạn đã sắp xếp để chúng ta chuyển sang học cái buổi sáng. Tại chiều thì đi đi công tác. Thế nên là tranh thủ chuyển sang buổi sáng để làm chiều thì có cái học. Rồi, thì hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu ngắn gọn về cái khóa học, cũng như là chúng ta ôn lại chút xíu về cái phần chiến lược một chút, để chúng ta cũng có cái hình dung, đúng không ạ? Hình dung thôi, nghĩa là cái buổi này thì buổi đầu cho nó cũng ngắn gọn thôi. Để coi lại thầy tranh thủ xem có thể chúng ta sẽ giới thiệu thêm các bạn một cái phần nữa, phần chữ 10 nữa. Giới thiệu đầu tiên, giới thiệu về cái môn học. Như vậy thì các bạn đã học cái phần quản trị chiến lược cái học phần vừa rồi. Tuy nhiên là cái quản trị chiến lược thì chúng ta cũng chỉ tập trung nhiều vào cái phần liên quan đến cái phần hoạch định chiến lược thôi, tại vì chúng ta cũng không có thời gian nhiều để chúng ta học hết được. Cho nên là chúng ta tiếp theo là mình sẽ nối tiếp cái hoạch định hôm trước đó, là hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần triển khai, ta sẽ phần về triển khai chiến lược. Như vậy thì đầu tiên là cái mục tiêu muốn học. Vậy sau khi kết thúc học phần này thì chúng ta sẽ đạt được cái gì? Thì nó có mấy cái mục tiêu như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ hiểu được các cái vấn đề cần phải lưu ý khi mà mình triển khai chiến lược. Và chúng ta cần phải chú ý những cái đặc trưng gì, và cũng như là những cái liên quan đến những cái hoạt động mà mình triển khai như thế nào. Thứ hai, chúng ta biết cách để lãnh đạo cái sự thay đổi để triển khai chiến lược. Thì các bạn hình dung là khi mà chúng ta đưa một cái chiến lược mới vào, thì nếu như chúng ta với tư cách là cái người lãnh đạo, thì chúng ta phải làm sao để chúng ta lãnh đạo mọi người, tại vì chúng ta đưa chiến lược mới vào là chúng ta thay đổi rất nhiều ở trong công ty, ở trong tổ chức. Và như vậy thì chúng ta phải biết cái lãnh đạo cái sự thay đổi đó, để làm sao để giảm bớt những cái chống đối, mà để tạo ra cái tinh thần, tạo ra cái động lực để mọi người cùng bắt tay vào làm để triển khai chiến lược. Thứ ba, mục tiêu thứ ba là chúng ta biết cách để xác định cái cấu trúc tổ chức phù hợp để triển khai chiến lược. Vậy thì một trong những cái rất là quan trọng đó là chúng ta phải xác định được cấu trúc tổ chức. Như vậy thì chúng ta sẽ có những phòng ban nào, và các cái chức năng nhiệm vụ của những phòng ban, những đơn vị trong công ty, rồi là cái mối liên hệ hợp tác giữa các phòng ban, các đơn vị ở trong công ty như thế nào. Nó sẽ phụ thuộc vào cái chiến lược của chúng ta. Mục tiêu tiếp theo, chúng ta biết cách để lãnh đạo xây dựng văn hóa để triển khai chiến lược. Chúng ta lãnh đạo mọi người để người ta thực hiện, cũng như là chúng ta điều chỉnh và xây dựng cái văn hóa phù hợp với cái định hướng chiến lược của mình để nó hỗ trợ cho việc thực hiện chiến lược. Đó là cái mục tiêu thứ từ mục tiêu thứ năm là chúng ta sẽ áp dụng cái BSC, như là Balanced Scorecard, vào trong triển khai chiến lược. Đây là một cái công cụ để giúp cho chúng ta triển khai chiến lược được dễ dàng hơn. Thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu, đương nhiên là chúng ta cũng chưa có, các bạn cũng chưa có điều kiện để chúng ta thực tế làm việc thực tế ở trong các công ty. Nếu như chúng ta có điều kiện làm thực tế công ty, chúng ta sẽ nắm nó tốt hơn. Tuy nhiên là chúng ta cũng hy vọng là mình sẽ nắm được những cái hiểu biết, những cái nguyên lý về BSC để các bạn làm trong môi trường công ty, và chắc chắn đây là công cụ mà được rất nhiều các công ty áp dụng để mà triển khai chiến lược đó.
thì nó sẽ là cái là dễ dàng để nó thích ứng ở trong cái môi trường thực tiễn. Đó là cái mục tiêu ta cần được sau khi kết thúc học phần này. Tiếp theo là các cái nội dung của cái học phần này thì thầy chia ra thành 7 cái chủ đề. Cái chủ đề thứ nhất đó là tổng quan về triển khai chiến lược. Chủ đề thứ hai là cấu trúc tổ chức. Tổng quan thì chúng ta sẽ nói về những cái triển khai chiến lược là cái gì, nó có đặc trưng gì, cũng như là những cái điểm cần lưu ý gì. Rồi thứ hai là cấu trúc tổ chức. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái cấu trúc tổ chức cũng như là sao để chúng ta thiết kế cấu trúc tổ chức nó phù hợp với chiến lược. Chủ đề thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu về lãnh đạo và văn hóa. À, ở đây liên quan đến lãnh đạo, liên quan đến xây dựng đội ngũ lãnh đạo cũng như là cái môi trường văn hóa của công ty để phù hợp, để hỗ trợ cho việc thực hiện chiến lược. Chủ đề thứ ba. Chủ đề thứ tư, chúng ta sẽ tìm hiểu về thẻ điểm cân bằng ESG. Chúng ta sẽ cũng tìm hiểu cái công cụ này. Chủ đề thứ năm, chúng ta sẽ nói về kiểm soát chiến lược. Nè, kiểm soát, chúng ta triển khai thì chúng ta phải phải kiểm soát để đảm bảo cái quá trình triển khai nó thực hiện tốt, đặt cái yêu cầu về chiến lược. À, chủ đề thứ sáu mà chúng ta nói về khởi nghiệp, về đổi mới đấy, nghĩa là điều chỉnh, thay đổi, đổi mới ở trong chiến lược. Và chủ đề thứ bảy nói về sự thay đổi, dẫn dắt tạo sự thay đổi. Và chúng ta có một cái quyển sách đó là Linh hồn của sự thay đổi để chúng ta tìm hiểu, để áp dụng nó trong việc triển khai chiến lược. Đó là những cái nội dung của cái học phần của chúng ta. Đánh giá thì các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Học thì nó quen. Đánh giá thì chúng ta sẽ đánh giá điểm quá trình và điểm kết thúc học phần. Điểm quá trình là 50% và kết thúc học phần 50%. Và các bạn sẽ có, thứ nhất là cái phần trình bày nhóm, các bạn trình bày sẽ được giao nhiệm vụ để trình bày. Các bạn có tối đa trình bày nhóm 5 điểm. Thảo luận trên lớp, các bạn sẽ thực ra bài tập à? Bài tập trên lớp à? Các bạn sẽ có những bài tập làm ở trên lớp 4 điểm. Cơ bản là 9 nè, và những các bạn thảo luận, tham gia thảo luận thì cộng 0,5 nha, cái này thì quen rồi. Cái này thì nhờ bạn Long ghi nhận giùm nhé. Dạ thầy, dạ thầy ơi, danh sách lớp hình như thầy chưa up lên thầy. Được rồi, để chút xíu chia nhóm này thầy mới up lên. Dạ ok. Chia cái chia nhóm á, chia được. Chia nhóm này giống như mọi người thầy chia luôn hay sao thầy? Chút xíu đó mở danh sách chia. Dạ ok. Rồi tiếp theo là thi kết thúc học phần thì thầy vẫn ưu tiên là thi, nếu như thi trực tiếp, nếu offline đó, nếu mà thi trực tiếp thì vẫn ưu tiên là các bạn sẽ thi tự luận đầu tiên ha, và các bạn được sử dụng tài liệu. Còn nếu như mà vẫn online thì chúng ta làm tiểu luận cá nhân à, là cái hình thức thi. Bài liệu học tập, bài liệu học tập thì các bạn học, thứ nhất là các bạn sẽ học tiếp cái quyển tài liệu hôm trước, thì các bạn còn học có thể dùng tài liệu tiếng Anh nữa để các bạn tham khảo, tài liệu về quản trị chiến lược ấy. Đây là cái quyển đấy của cái tác giả John Spear và Richard Robinson này này đó. Thì các bạn có thể tham khảo tài liệu đó, hoặc nếu mà muốn tiếng Việt thì các bạn dùng cái quyển tài liệu này. À, dùng cái tài liệu này hôm trước hình như trong cái môn quản trị thì thầy cũng đã giới thiệu các bạn đó, cũng cái quyển này. Thì quyển này thì hiện tại nó phát hành ở nhà sách Nguyễn Thị Minh, nhà sách kinh tế Nguyễn Thị Minh Khai đó, 490B Nguyễn Thị Minh Khai. Thì nếu như các bạn đến mua thì các bạn
Nếu như có mua ha, các bạn sử dụng có thể hoàn toàn sử dụng từ tiếng Anh. Nếu bạn muốn có nhu cầu mua cái quyển này để các bạn tham khảo bằng tiếng Việt, thì nếu như mua thì các bạn đến mua thì các bạn nói là học trò của thầy Khoa ha, thì lúc đó các bạn sẽ được giảm giá. Hôm trước như thầy đã nói, nó sẽ được giảm giá. Và cái quyển này ta bán là 499.000. Nếu như bạn muốn mua nó học trò thầy Khoa thì nó sẽ giảm giá, nó còn là 280.000. Vô đây. Nhất là cái quyển này, như vậy các bạn hình dung là hôm trước mình học đến cái chương 9. Cái quyển này chúng ta sẽ học tiếp là chương 10, chương 11, chương 12, chương 13, chương 14. Còn 5 chương cuối cái phần liên quan đến triển khai và kiểm soát chiến lược á. Như vậy chúng ta sẽ học tiếp 5 cái chương này. Ở cái quyển thứ hai, tức là cái quyển Paradise có cả của Paul Niven, thì quyển này đó là chút xíu thầy sẽ up lên trên LMS cho các bạn để các bạn tham khảo ha. Và chúng ta cũng sẽ học theo cái quyển này. Quyển này thì phải tiếng Anh thôi, không có tiếng Việt hả? Rồi quyển thứ ba mà chúng ta tham khảo nữa, học nữa, đó là quyển Linh hồn của sự thay đổi, The Heart of Change. Đó, thì các bạn có thể, thực ra thì các bạn sẽ trên mạng cũng có thể có cái file, để không thì thầy sẽ được để đưa lên lấy cho các bạn file là tiếng Việt ha, đã dịch rồi. Thì đó là cái nắm bắt nhất về cái chúng ta có thể hình dung về cái môn học này. Bây giờ bắt đầu chia nhóm. Nhóm thứ hai là cái chương mà các nhóm chuẩn bị để trình bày ha. À, như vậy chúng ta sẽ chia thành các bạn có 28 người, 28 người chia thành 6 nhóm, 6 nhóm 4 6 4 4 6 4 8. À, như vậy sẽ có 4 nhóm mà thì được 5 người, còn 2 nhóm thì vào 2 nhóm là 4 người. 20 đâu ạ? Hai nhóm 4 người, 4 nhóm 5 người. Hai nhóm đầu 4 người ha.
Nhóm một, nhóm nhóm một, các bạn chuẩn bị trình bày chương 11 ở trong cái quyển sách quản trị chiến lược ha. Nhóm 2, chương 12. Nhóm 3, chương 1, 2, 3. Trong cái quyển Balance Scorecard á, cái quyển sách Balance Scorecard. Nhóm 4, chương 4, 5, 6 trong quyển sách đó. Nhóm 5, chương 7, 9, những quyển sách đó. Còn là nhóm 6, chương 13, 13, chương 14. Có ích quyển sách kỳ chưa nha, là nhiệm vụ của các nhóm đấy. Hello, sau này thầy sẽ đưa lên trên danh sách đưa lên. Các bạn gửi sách BSC. Sách không có sự thay đổi. Bạn ngày mốt các bạn học cái môn quản trị sự thay đổi cũng sẽ phải học thế nào, có tham khảo quyển sách này à, thì các bạn tham khảo luôn bây giờ.
Thì các bạn có thắc mắc gì không? Mà công Dạ thầy ơi, từ tuần sau là bắt đầu thuyết trình luôn thầy. tuần sau á hả? À, bây giờ cái đề nói cái tuần sau đó, tuần sau thì thầy tuần sau thì đã có cái hội đồng chấm luận văn thạc sĩ đó, nhà trường mới thông báo thì đã kẹt cái hội đồng, thì thầy tính hôm nay thầy giảng luôn cái bài chương, nếu mà kịp thì giảng luôn cái bài chương 10, thì hôm nay giảng tóm tắt cho các bạn dùng cái bài chương 10, thì tuần sau các bạn làm bài tập ở trên LMS thôi, bạn khỏi phải online nữa. Còn sau đó thì sau sau Tết, sau Tết sau Tết mình phải tính lại cái lịch sau Tết cả đã. Sau Tết thì lúc đó mình có thể bắt đầu chúng ta mới trình bày với thứ chị. Về vậy thôi tính nữa cái trình đúng không Đúng rồi, cái trình sau Tết theo thứ tự bắt đầu từ nhóm 1. Rồi, có thắc mắc thì nữa các bạn cứ hỏi thôi. Okay. À, nếu mà không thắc mắc thì chúng ta tiếp tục. Chút xíu review chút xíu về cái về chiến lược một chút. Thì những cái phần nội dung chúng ta đã học rồi thôi, chúng ta review lại để nhớ cái để chúng ta tiếp theo những phần sau cho nó dễ. Và chúng ta sẽ review mấy cái. Thứ nhất là chiến lược là gì, về quản trị chiến lược là gì nè, vâng, để chúng ta hiểu thêm rồi các cấp độ chiến lược đó, như thế nào, cũng như là cái quy trình quản trị chiến lược, đó là những cái phần chính mà chúng ta sẽ ôn lại, review lại. Rồi bây giờ bạn nào cho thầy biết xem các bạn nói lại xem như vậy chiến lược là gì? Bây giờ thì để các bạn 5 phút ha, 5 phút review chút xíu trong tài liệu của bạn á, review lại chút xíu mấy cái này, xong rồi cháu sẽ hỏi. À, chính là bây giờ là coi như 7 giờ 46 phút đến 7 giờ 51 và review chút xíu đi. Vậy bắt đầu là các bạn sẽ trả lời mấy câu hỏi này.
Hai bạn giơ tay hả? Bạn là Long với bạn Công hả? Rồi mời bạn Long chứ. Vậy thứ hai là chiến lược là một cái chương trình, một cái quá trình thực hiện, gọi là một cái kế hoạch thực hiện các mục tiêu, mà trong chiến lược đó sẽ bao gồm những cái mục tiêu, những cái tầm nhìn và những cái gọi là cái kế hoạch thực hiện của tổ chức để nhằm là sẽ đạt được cái mục đích của chung của tổ chức. Rồi, cảm ơn bà Long. Mình nói cái chiến lược trước này, định nghĩa chiến lược trước đi. Rồi mời bạn Công có thể nói định nghĩa chiến lược là quản trị chiến lược. Thưa thầy, chiến lược là tập hợp những cái mục tiêu, đường lối, chính sách để mà một doanh nghiệp đạt được những cái mục tiêu dài hạn của mình, phát huy được điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của doanh nghiệp của mình ạ. À, cảm ơn bạn Công. Long cũng vẫn ghi nhận nha, cứ ghi nhận phát biểu nha. Dạ vâng ạ. Dạ. Thì có bạn nào bổ sung thêm nữa không? Vậy thì về cái định nghĩa chiến lược thì có rất là nhiều các cái định nghĩa chiến lược. Và cái cách tiếp cận đầu tiên chúng ta nghĩ là chúng ta hình dung là chiến lược thì gốc cũng là từ quân sự. Từ quân sự và từ rất lâu là người ta đã có cái chiến lược, áp dụng chiến lược ở trong lĩnh vực quân sự rồi. Tuy nhiên là được áp dụng ở trong lĩnh vực về kinh doanh thì bắt đầu từ những năm 1950 là người ta có sự quan tâm để áp dụng cái lý thuyết, những cách tiếp cận chiến lược vào trong hoạt động kinh doanh, và cái nở rộ cái lý thuyết về chiến lược là bắt đầu từ những năm 1960 thì bắt đầu nở rộ cái lý thuyết liên quan đến, người ta nghiên cứu tìm hiểu nhiều những cái lý thuyết liên quan về chiến lược những năm 60. Thời điểm những năm 60, thời điểm đó là các công ty, đặc biệt là các tập đoàn lớn, họ có nhu cầu để họ có nhu cầu để mà họ làm chiến lược, có nhu cầu thì chúng ta cũng để mà nói về gọi là cái lịch sử một tí, nghĩa là trước đó thì các công ty đầu tiên á, thì thường là khi các công ty họ lập kế hoạch thì đầu tiên là họ chú trọng lên kế hoạch về mặt tài chính. Yeah, thì kế hoạch tài chính là chú trọng nên thường là khi cái cách họ làm kế hoạch chiến lược ở những giai đoạn kế hoạch tài chính đầu tiên đó thì thường là theo cái nó gọi là cái quy trình là từ dưới lên, nghĩa là các cái công ty thì thường là cứ hàng năm họ sẽ yêu cầu các cái đơn vị phòng ban lập cái kế hoạch về hoạt động, sau đó thì đưa ra các cái yêu cầu về thu chi về tài chính để họ tổng hợp lại để họ quản lý kế hoạch trong một năm. Rồi sau đó thì phát triển cao hơn mức nữa, đó là các công ty yêu cầu là các cái phòng ban, các đơn vị là thay vì lập kế hoạch tài chính thì phải lập kế hoạch chi tiết hơn, là chi tiết các cái hoạt động của từng đơn vị. Như vậy thì để mà chi tiêu đó thì như vậy các hoạt động như thế nào? Thì bắt đầu là nó nhưng mà họ cũng chỉ là kế hoạch hàng năm thôi. À, rồi sau đó thì những năm 40 50 thì bắt đầu là họ nghĩ là như vậy, thì bên cạnh cái việc mà lập kế hoạch từng năm như vậy đó thì nó cũng ngắn và các công ty họ không có cái định hướng đó rõ, nên họ cần phải có kế hoạch nó dài hơi hơn. À, cho nên là họ làm kế hoạch 5 năm và yêu cầu các cái phòng ban, các đơn vị lập kế hoạch chi tiết cho 5 năm để mà làm công ty tổng hợp lại, trong đó cả kế hoạch về tài chính và cái hoạt động. Tuy nhiên là khi mà yêu cầu các cái phòng ban, các đơn vị mà họ lập kế hoạch 5 năm, thứ nhất là họ không hình dung được 5 năm tới họ làm gì, rất khó hình dung. Thứ hai là
họ đưa ra những cái kế hoạch, tại vì các đơn vị bên dưới là những đơn vị họ hoạt động trực tiếp, cho nên họ đưa ra những kế hoạch rất là chi tiết. Và chính vì vậy là khi mà tổng hợp lại thì nó rối rất là rối, và các cái bản kế hoạch nó chi tiết ra nó rất là khó để mà có sự cân đối giữa các phòng ban, các đơn vị khác nhau, cho nên họ mới có cái nhu cầu, có cái nhu cầu như vậy thì chúng ta họ phải làm cái chiến lược. À, và lúc đó cái nhu cầu chiến lược đó thì tôi cho rằng là để mà có thông tin, có những cái kiến thức, có một cái nhìn tổng quát thì cần phải tiếp cận từ từ trên xuống, có nghĩa từ các nhà quản trị cấp cao sẽ làm chiến lược, để sau đó thì truyền tải thông tin xuống các cái bên dưới để thực hiện. À, thì những năm 1950, 1960 là bắt đầu là các công ty lớn họ họ làm cái chiến lược này rất là nhiều, và tuy nhiên là để các cái nhà lãnh đạo của các công ty đó họ làm thì họ sẽ không có đủ thời gian cũng như là không đủ kỹ năng, cái kiến thức về chiến lược để làm, và thường thì họ nhờ các cái công ty tư vấn tham gia vô đó. Và trong đó thời điểm đó những công ty tư vấn nổi tiếng ví dụ như là McKinsey, đến hiện nay vẫn đang là những công ty tư vấn nổi tiếng đó, rồi Boston Consulting Group á. À, thì đó là những công ty thời điểm đó họ tham gia vô để họ tư vấn cho các công ty cùng với lãnh đạo của các công ty để xây dựng chiến lược cho các công ty, và nhiều các cái chuyên gia khác nữa. Thì những cái nhà mà họ làm tư vấn, quá trình họ tư vấn cho rất nhiều các công ty để làm chiến lược, và bắt đầu họ mới khái quát hóa lại những cái kinh nghiệm họ làm, khái quát hóa lại để mà họ đưa ra các cái nguyên lý, nguyên tắc để làm chiến lược. Và những năm 1960 là các cái lý thuyết về chiến lược đã phát triển, nó dựa trên những cái kinh nghiệm các cái chuyên gia họ làm tư vấn như vậy. Các bạn thì như thế. Và giờ này thì cũng rất nhiều các cái lý thuyết về chiến lược đưa ra, và các cái định nghĩa cũng như là các cái ma trận liên quan đến chiến lược được phát triển trong giờ này rất là nhiều. Tại vì họ làm, khi họ tư vấn cho các công ty làm thì đó họ cần phải có công cụ, họ có những cái bước làm vân vân. Đó, thì họ đưa ra những giờ này đưa ra các cái lý thuyết, thì một trong những cái định nghĩa, các bạn nó có nhiều định nghĩa, một trong những cái định nghĩa của tác giả nổi tiếng ở trong giờ này đó là ông Alfred Chandler. Thì ông này cũng đưa ra cái định nghĩa chiến lược đó là về ấn định các cái mục tiêu cơ bản và dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời lựa chọn cái cách thức hoặc là cái tiến trình hành động và phân bổ các cái nguồn lực tài nguyên thiết yếu để đạt được mục tiêu, các cái mục tiêu đó. Có nghĩa là chiến lược đó là quá trình thứ nhất, nó là cái việc mà chúng ta xác định các cái mục tiêu của doanh nghiệp. Mục tiêu đây là mục tiêu cơ bản và dài hạn. Và để đạt được mục tiêu đó thì chúng ta phải phân bổ nguồn lực, đưa ra cách thức hoạt động làm để thực hiện, để đạt được mục tiêu. À, như vậy thì đó là cái một cái định nghĩa. Đương nhiên nó có nhiều định nghĩa khác nhau lắm, nhưng lấy một cái tiêu biểu như vậy để chúng ta hình dung nói lại thôi ha. Như vậy đó là cái bản kế hoạch tổng hợp. Như vậy thì cái thứ nhất là cái dài hạn về chiến lược. Chúng ta nói trong phần chiến lược, như vậy cái chiến lược khi mà nói về định hướng chiến lược không á thì nó rất là dài. Ví dụ giả sử như chúng ta nói về chiến lược công ty sẽ đi theo chiến lược dẫn đầu chi phí thấp, à mình chứ mình nói là cái cost leadership ấy. À, như vậy thì dẫn đầu chi phí thấp, như vậy thì đó là cái định hướng dài của công ty, à, trong cái đường dài dài của công ty đi theo cái đó. Tuy nhiên để đi theo cái chiến lược dẫn đầu chi phí thấp đó thì nó sẽ có những cái bản, chúng ta gọi là cái bản kế hoạch chiến lược. Nên chúng ta khi mà chúng ta làm chiến lược ấy, hai cái định hướng chiến lược của chúng ta, nghĩa là mình đi theo con đường như thế nào. Thứ hai là cái kế hoạch chiến lược, thì cái bản kế hoạch chiến lược thì thường nó khoảng 5 năm, 5 năm ở trong đó nó có những cái mục tiêu rất là cụ thể, cái mục tiêu cụ thể trong 5 năm đó phải đạt được những cái gì. À, mục tiêu chứ không phải là mục tiêu dài, cơ bản dài hạn nó khoảng, công ty thường nó khoảng 5 năm, các cái tổ chức mục tiêu khoảng 5 năm, hay là ví dụ như là US chẳng hạn, hay là định hướng của US là phát triển là
là phát triển trở thành một cái trường đại học mà đa ngành bền vững, phát triển bền đa ngành bền vững và có uy tín học thuật khu vực châu Á và trên thế giới. Thì đó là cái định hướng chiến lược của US. Và vậy thì cái định hướng đó, để được thực hiện được cái định hướng đó thì nhà trường cũng phải có cái bản kế hoạch 5 năm, 5 năm. Như vậy thì trong 5 năm, từ năm 2020 đến năm 2025 phải làm gì, phải có những cái mục tiêu nào, phải làm gì. Chúng ta hình dung, các bạn nhớ lại cái trường 7 mình học đó, các cái mục tiêu đó, các mục tiêu và các loại chiến lược á. Như vậy các loại mục tiêu nó có thể có mục tiêu cơ bản. Cái mục tiêu cơ bản nhất của doanh nghiệp là gì các bạn? Các bạn nào nói thử Và tạo ra lợi nhuận. đúng rồi, lợi nhuận rồi. Cứ nói luôn nha, tại vì các bạn chia tay thì cái màn hình nó không khỏi quay lại. Nào, chúng ta cứ phát biểu để thầy thầy đây màn hình này không có nhìn thấy các bạn giơ tay, nghe nghe tiếng kêu thì biết mà họ không quay lại. Cho nên mục tiêu mình là tạo ra lợi nhuận là cơ bản doanh nghiệp. Bên cạnh đó chúng ta có những cái mục tiêu khác, như hôm trước chúng ta đã tìm hiểu, như là ví dụ như mục tiêu về vị thế cạnh tranh ở trên thị trường, mục tiêu về phát triển đội ngũ, mục tiêu về dẫn dắt công nghệ, mục tiêu về mối quan hệ với lao động, vân vân. Rất là nhiều thứ mục tiêu, nhưng mà cái cơ bản nhất của doanh nghiệp đó chính là lợi nhuận. Và các bạn hình dung là lợi nhuận chính là cái thước đo quan trọng nhất cho cái hiệu quả của chiến lược của mình. Chiến lược hay ho gì với một công ty kinh doanh, nhưng mà chiến lược hay ho gì đó không biết, nhưng mà có mang lại lợi nhuận cho công ty hay không. Như vậy thì lợi nhuận thì nó có nhiều loại, cái chỉ tiêu lợi nhuận lắm. Các bạn học về kế toán, các bạn học về tài chính nha, đúng không? Tài chính của nhà quản trị đó. Các bạn học rồi thì có rất là nhiều các loại chỉ tiêu về lợi nhuận, ví dụ như là ROA chẳng hạn, đúng không? Lợi nhuận cái tài sản đó, ROA, rồi ROE, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, return on equity, đúng không? Rồi ROI, return on investment, rồi RO, nó có ROCE, các bạn, return on capital employed. Thì đó là những cái chỉ tiêu lợi nhuận. Và ở trong chiến lược á, thì cái chỉ tiêu lợi nhuận mà người ta quan tâm họ sử dụng để đánh giá đó chính là ROI hoặc là ROCE, return on capital employed đó. Thì đó là cái nghĩa là lợi nhuận trên số tiền đánh giá. Và trong chiến lược là đánh giá chỉ tiêu là theo cái đó, hiệu quả chiến lược đánh giá dựa vào lợi nhuận trên số tiền của thì chúng ta hình dung cái định nghĩa này đó, là cái định nghĩa này chính là định nghĩa về chiến lược, chiến lược của một công ty, của một cái tổ chức, của một công ty. Cái định nghĩa như này. Bên cạnh đó thì cũng có những cái định nghĩa, những cái tiếp cận chiến lược khác. Và một cái tiếp cận đó là định nghĩa về cái tiếp cận chiến lược của Michael Porter. Chúng ta sẽ xem cái các bạn xem cái bài nói của Michael Porter ha. Anh có nghe được không ạ? Dạ không á thầy. Dạ không thầy. Không nghe được âm thanh hả? Dạ. Ừ, cái sự kỳ ta. Có nghe được không?
Dạ không thầy ơi. Ủa không có kỳ ta. Thôi không nghe được, nếu không nghe được thì các bạn thì không được cái gì nó. Dạ thầy chia sẻ toàn màn hình nên không có nghe được đó thầy. À, thầy chia sẻ lại coi hả? Thầy chia sẻ một tab thôi đó thầy. À, chiều ta thôi. Windows hay ở ta? Tab. Ta Xây dựng chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp và cho địa phương. nghe được không? Dạ nghe được rồi thầy. À vậy là cái này chia sẻ một ta à. Ok vậy thì bắt đầu các bạn theo dõi nhé, theo dõi xem rồi các bạn sẽ trả lời câu hỏi, chúng ta sẽ thảo luận trả lời những câu hỏi liên quan cái này, ta củng cố lại cái Mình đằng sau cánh cửa này là một trong những bộ óc vĩ đại nhất thế giới. Trường đào tạo kinh doanh Face đã mời Michael Porter tới thuyết trình trong một hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh mang tên là Cạnh tranh toàn cầu và lợi thế của Việt Nam. Hội nhập đã ghi lại được những ý kiến chia sẻ của Michael Porter, và hôm nay khán giả truyền hình Việt Nam sẽ được nghe Michael Porter nói mà không phải trả một đồng nào. Đã từng có thời, diễn giả nhiệt tình này là một chàng trai trẻ, người có thiên hướng về thể thao, mà thể thao là đua tranh. Ông đã từng là cầu thủ bóng đá, cầu thủ bóng chày, là vận động viên bóng rổ. Vì thế, cạnh tranh là một khái niệm dường như đã ăn sâu trong con người ông. Nhưng chỉ khi theo học Đại học Harvard, ông mới bắt đầu tìm hiểu sâu về cạnh tranh, trước tiên là cạnh tranh trong kinh doanh. Và dần dần, ông đã chọn cho mình một con đường đi riêng, nghiên cứu về cạnh tranh. Ông trở thành tác giả của học thuyết chiến lược cạnh tranh và áp dụng các quy tắc cạnh tranh vào các vấn đề xã hội. Những lý thuyết, mô hình về chiến lược và cạnh tranh của ông đã được giảng dạy ở khắp các trường kinh doanh trên thế giới. Những cuốn sách kinh điển của ông về cạnh tranh đã trở thành sách gối đầu giường của rất nhiều nhà kinh doanh hoặc hoạch định chính sách vĩ mô trên thế giới. Ông là chủ tịch bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu, được xuất bản thường niên ở 120 quốc gia, và là thước đo quan trọng để các nước tìm hiểu mình đang đứng ở đâu, tự đánh giá năng lực cạnh tranh của mình. Hiện nay, ông được coi là một trong 50 bộ óc quản trị hàng đầu trên thế giới. Tôi nhận thấy câu hỏi cơ bản nhất khi nghĩ về chiến lược là vai trò của công ty như thế nào trong cạnh tranh. Có rất nhiều cách để nghĩ về cạnh tranh, về nhiệm vụ của các công ty, tổ chức trong cạnh tranh. Một trong những cách nghĩ phổ biến nhất về cạnh tranh là phải cạnh tranh để trở thành công ty tốt nhất trong lĩnh vực mà mình hoạt động. Trở thành ngân hàng tốt nhất, trở thành hãng bảo hiểm tốt nhất, trở thành nhà sản xuất ô tô tốt nhất, trở thành nhà sản xuất xe máy tốt nhất. Một trong những cách suy nghĩ logic tự nhiên về chiến lược là phải cạnh tranh để trở thành tốt nhất trong lĩnh vực mà bạn đang làm. Đó cũng là điều rất tự nhiên mà con người luôn muốn thực hiện. Đó là trở thành số một. Đó là cách suy nghĩ rất nguy hiểm về chiến lược. Tại sao? Lý do là nếu bạn hoạt động trong một ngành nào đó, bạn sẽ nhận thấy không chỉ một lần là không có công ty nào là tốt nhất cả. Tại sao vậy? Xe ô tô nào là tốt nhất? Các bạn cũng biết điều đó tùy thuộc. Không có cái ô tô nào là tốt nhất. Chiếc xe này có thể tốt nhất đối với một khách hàng, nhưng chưa chắc đã là tốt nhất với những khách hàng khác. Rồi đâu là ngân hàng tốt nhất? Không có ngân hàng tốt nhất. Ngân hàng tốt nhất đối với những gia đình có thu nhập thấp sẽ khác với những ngân hàng tốt nhất dành cho những người có thu nhập cao. Không có gì là tốt nhất. Không có gì cả.
Nếu các bạn nghĩ là chỉ có một cách để cạnh tranh trong ngành của mình, các bạn đã sai lầm. Có rất nhiều cách để cạnh tranh, nhiều cách để đưa giá trị tới các khách hàng của mình. Thách thức của bạn không phải là trở thành tốt nhất. Thách thức của bạn là phải trở thành độc nhất, vô nhị. Thách thức của bạn là phải đưa ra được những gì mà đối thủ cạnh tranh của bạn không có. Chúng ta không thể nghĩ là có một sản phẩm tốt nhất, một hệ thống sản xuất tốt nhất, một dây chuyền phân phối tốt nhất, hay một cách cung cấp dịch vụ tốt nhất. Có rất nhiều cách để thực hiện điều này trong tất cả các ngành. Thách thức về chiến lược là phải trở nên khác biệt, phải đưa ra được những gì khác lạ. Công ty Việt Nam cần phải học cách để trở thành độc nhất vô nhị, phải phát triển vị trí duy nhất đó của mình. Nhưng hiện nay thì sao? Tất cả đang sao chép. Bắt chước lẫn nhau, trông giống nhau, làm những công việc trùng nhau. Cách làm này sẽ không mang lại hiệu quả nếu bạn muốn nâng cao sức cạnh tranh, muốn đạt đến một trình độ cao hơn. Đã đến lúc chúng ta phải bắt đầu nghĩ tới việc tìm cách trở nên khác biệt. Khi nói đến từ chiến lược, tôi nhận thấy có rất nhiều sự nhầm lẫn về chiến lược và hầu hết đều xuất phát từ những suy luận sai lầm của chúng ta. Ở đây tôi liệt kê ra 3 loại sai lầm phổ biến nhất khi định nghĩa về chiến lược. Đầu tiên là chúng ta nhầm lẫn giữa chiến lược với những bước đi cụ thể phải thực hiện. Một số ví dụ, chiến lược của chúng ta là sáp nhập với một công ty khác chẳng hạn. Chiến lược của chúng ta là vươn ra quốc tế, bán hàng ra khu vực. Rồi chiến lược của chúng ta là tăng cường thuê các công ty bên ngoài sản xuất. Đây là những tuyên bố rất phổ biến mà tôi đã được nghe. Nhưng đó có phải là chiến lược hay không? Không, không phải là chiến lược. Đó là các bước hành động. Còn chiến lược là bạn đang đi đâu, vị trí nào bạn đang muốn đạt được. Không thể nhầm các bước đi chiến thuật với chiến lược được. Chiến lược chính là vị trí trên thị trường mà bạn muốn đạt được. Rõ ràng đó là một cái khác hẳn. Tôi cũng thường xuyên nghe các vị giám đốc nói, chiến lược của chúng tôi là trở thành số 1 ở trên thị trường. Họ rất tự hào, chiến lược của tôi là trở thành số 1. Nhưng đó có phải là chiến lược không? Không, đó là hy vọng. Chiến lược là cách bạn phải làm để có thể trở nên khác biệt. Phải rạch ròi giữa chiến lược và mục tiêu. Và chúng ta cũng phải rạch ròi giữa chiến lược và tầm nhìn. Ngày nay từ tầm nhìn được sử dụng rất nhiều. Bản thân cá nhân tôi thì không thích từ này. Ví dụ một công ty sản xuất phần mềm tuyên bố tầm nhìn là chuyển đổi kinh doanh thông qua thiết kế. Đó là tầm nhìn của họ. Rồi Avon, một hãng sản xuất đồ phụ nữ. Tầm nhìn của họ là trở thành công ty hiểu rõ nhất và thỏa mãn các nhu cầu của phụ nữ ở trên toàn cầu. Wow, nghe thật là ấn tượng. Nhưng đó có phải là chiến lược không? Không. Nó giống như một khẩu hiệu marketing. Chiến lược phải là lợi thế cạnh tranh của bạn. Là thứ khác biệt mà bạn đưa ra. Cái đó phải rất cụ thể, không phải là những tuyên bố rất đao to búa lớn. Lợi thế cạnh tranh phải được chi tiết và cụ thể hóa. Nó có thể là những đối tượng khách hàng riêng biệt, có thể là chất lượng tốt nhất đối với một đặc tính của sản phẩm, có thể là thời gian giao hàng nhanh nhất. Khách hàng sẽ nhận được hàng đúng giờ và nhanh chóng.
và có thể là khả năng đáp ứng một nhu cầu cá biệt của khách hàng. Đâu là lợi thế của bạn? Đó chính là chiến lược. Tất cả phải có khả năng mô tả và hiểu rõ đâu là những lợi thế cạnh tranh của mình. Và không những phải biết cách giải thích lợi thế đó với khách hàng, bạn còn phải biết cách giải thích với nhân viên của mình nữa. Bởi vì nếu nhân viên không biết những điểm đặc biệt và duy nhất của công ty, thì làm sao mà họ có thể góp phần tạo ra điều đó? Một điều nữa cũng cần phải hiểu rõ là chiến lược tốt phải bắt đầu qua việc thiết lập mục tiêu tài chính phù hợp. Mục tiêu số 1 trong các mục tiêu của bất cứ công ty nào là lợi nhuận thực trên tổng số tiền đầu tư, là lợi nhuận thu về từ việc bỏ ra một số vốn cụ thể đầu tư. Nếu bạn thu được lợi nhuận cao trên số tiền đầu tư, bạn đã thực sự tạo ra giá trị cạnh tranh. Tăng trưởng là tốt, nhưng tăng trưởng chỉ là mục tiêu số 2. Mục tiêu số 1 là lợi nhuận trên vốn, mục tiêu số 2 là tăng trưởng. Không vinh dự gì khi tăng trưởng nhanh nhưng lại không tạo ra lợi nhuận. Mục tiêu số 1 là lợi nhuận, số 2 mới là tăng trưởng. Ở những nền kinh tế tăng trưởng nhanh như Việt Nam rất dễ nhầm lẫn, rất dễ nghĩ tăng trưởng là mục tiêu số 1 và lợi nhuận là thứ 2. Tôi đảm bảo rằng nếu bạn suy nghĩ như thế, bạn sẽ gặp rắc rối. Câu chuyện của... Như vậy thì các bạn vừa mới được nghe cái bài công bố tờ là giới thiệu đó. Như vậy thì các bạn cho thầy biết là theo bài công bố tờ thì chiến lược là gì? Chúng ta đang nói về cái định nghĩa về chiến lược đấy. Như vậy thì theo quan điểm của Michael Porter thì chiến lược là gì nào? Mời bạn nghĩ. Thầy, là theo quan điểm của Michael Porter thì ông cho rằng là chiến lược nó là, nó không phải là bước đi cụ thể, nó cũng không phải là hy vọng hay là tầm nhìn hay là mục tiêu, mà nó phải là cái cách làm, cái cách mà chúng ta thực hiện để mà đạt được mục tiêu. Ví dụ như là nếu mà mình đặt mục tiêu về tăng trưởng chẳng hạn, thì mình sẽ vạch ra được cái cách làm như thế nào đó để mình đạt được cái mục tiêu đó. Rồi ông cũng có nói là cái mục tiêu của nó, cái chiến lược của mình nó phải là một cái lợi thế cạnh tranh, nghĩa là mình phải dựa vào cái mà mình có để mà từ đó đưa nó vào cái sản phẩm của mình, tạo ra những cái sản phẩm mà nó có ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Ví dụ như là về thời gian, thời gian giao hàng, hoặc là có sự khác biệt. Yeah. Rồi, cảm ơn bạn Nghĩa. Vậy bạn Thanh có bổ sung gì thêm không? Dạ, thì em có bổ sung là theo ông Michael Porter thì ông cũng có nói là cái chiến lược á, là cái công ty đó phải làm sao mà trở nên cạnh nhất vô nhị, có nghĩa là mình dùng những cái mà mình có mà mình phải làm cho mình khác với những gì mà đối thủ của mình không có, để mình trở nên thật sự khác biệt. Và cũng như là đối với những cái thị trường ở Việt Nam thì cái việc còn phải quan tâm nhiều hơn đến cái việc lợi nhuận, và đừng có sai lầm giữa những cái chiến lược hay là những cái cách thực hiện hay là khát vọng hay là tầm nhìn. Cảm ơn bạn Thành. Bạn đã như bạn viên như thầy nữa hả, đúng không? Dạ, em xin chân thầy. Nhưng mà em thấy hai bạn nói cũng khá đầy đủ rồi thầy. Vẫn chân hả? Dạ. Như vậy thì chúng ta sẽ hình dung là các bạn thấy á, bài cái motor nói ông nhấn mạnh rất là nhiều. Đây, cái chỗ này đây, chúng ta sẽ thấy được. Để cạnh tranh trong ngành của mình, các bạn đã sai lầm.
Có rất nhiều cách để cạnh tranh, nhiều cách để đưa giá trị từ các khách hàng của mình. Thách thức của bạn không phải là trở thành tốt nhất. Thách thức của bạn là phải trở thành độc nhất vô nhị. Thách thức của bạn là phải đưa ra được những gì mà đối thủ cạnh tranh của bạn không có. Chúng ta không thể nghĩ là có một sản phẩm tốt nhất, một hệ thống sản xuất tốt nhất, một dây chuyền phân phối tốt nhất, hay một cách cung cấp dịch vụ tốt nhất. Có rất nhiều cách để thực hiện điều này trong tất cả các ngành. Thách thức về chiến lược là phải trở nên khác biệt, phải đưa ra được những gì khác lạ. Các công ty Việt Nam cần phải học cách để trở thành độc nhất vô nhị, phải phát triển vị trí duy nhất đó của mình. Nhưng hiện nay thì sao? Tất cả đang sao chép. Bắt chước lẫn nhau, trông giống nhau, làm những công việc trùng nhau. Cách làm này sẽ không mang lại hiệu quả nếu bạn muốn nâng cao sức cạnh tranh, muốn đạt đến một trình độ cao hơn. Đã đến lúc chúng ta phải bắt đầu nghĩ tới việc tìm cách trở nên khác biệt. Như vậy thì các bạn thấy là mà cái mô tả ông nhấn mạnh rất là nhiều. Như vậy chiến lược, chúng ta có thể đầu tiên chúng ta có thể nói là chiến lược theo quan điểm của computer đó chính là tìm cách để tạo ra được cái sự khác biệt. Để chiến lược mà computer rất nổi tiếng với cái bài viết về What is strategy. Và đây là cái ông đang nói về về cái định nghĩa về chiến lược theo quan điểm của ông là chiến lược cạnh tranh đấy. Chiến lược là gì mà chiến lược tức là tìm cách để tạo sự khác biệt. Rồi một chút xíu nữa và đằng sau chúng ta sẽ thấy là để coi. Phải rạch ròi giữa chiến lược và mục tiêu. Từ này tầm nhìn của họ là trở thành wow, nghe thật là ấn tượng. Không, nó giống như một khẩu hiệu marketing. Chiến lược phải là lợi thế cạnh tranh của bạn. Chiến lược là lợi thế cạnh tranh của bạn. Thêm một cái nữa chúng ta có thể hình dung là thứ khác biệt mà bạn đưa ra. Nó phải rất cụ thể, không phải là những tuyên bố rất đao to búa lớn. Rồi thêm một cái nữa, để thêm một cái chỗ nữa. Khác biệt. Phải rạch ròi giữa chiến lược và mục tiêu. Không thể nhầm các bước đi chiến thuật với chiến lược được. Chiến lược chính là vị trí trên thị trường mà bạn muốn đạt được. Chiến lược chính là vị trí ở trên thị trường mà bạn muốn đạt được. Cái đó là mấy cái mà thầy trích ra cho các bạn để chúng ta có thể hình dung thế này. Đúng không? Nghĩa là cái định nghĩa về chiến lược ở đây là nói về chiến lược cạnh tranh. Nhưng về chiến lược căn bản nhất của chiến lược cạnh tranh đó là gì? Để tạo ra cái sự khác biệt. Đó là một cái mà chúng ta cần phải để ý đấy. Như vậy thì tạo ra sự khác biệt là từ đâu? Nghĩa là chúng ta phải căn cứ vào đâu để tạo được sự khác biệt? Đó chính là dựa vào lợi thế cạnh tranh. Dựa vào cái lợi thế cạnh tranh của mình. Lợi thế cạnh tranh. Thông qua lợi thế cạnh tranh đó, nó giúp chúng ta sao? Giúp ta cải thiện được cái vị thế cạnh tranh. Nghĩa là cái vị bản chất là mà cái bắt đầu nhấn mạnh đó là gì? Nghĩa là chúng ta làm sao để tìm cách để cải thiện được cái vị thế cạnh tranh của chúng ta ở trên thị trường, đưa ra chiến lược mình cải thiện được vị thế cạnh tranh đó. Và bằng cách nào? Bằng cách đưa ra, tạo ra cái sự khác biệt, trở thành độc nhất vô nhị, tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh ở trên thị trường. Đó là cái quan điểm của Michael Porter đấy. Thì đó là một cách tiếp cận nữa, chúng ta nói về cái định nghĩa về chiến lược. Đây là một cách tiếp cận nữa về định nghĩa về chiến lược ở góc độ chiến lược cạnh tranh. Và các bạn thấy là đây là một cái mà nó gắn với chúng ta rất là nhiều trong các hoạt động kinh doanh. Ngoài cái chiến lược về cạnh tranh, chiến lược kinh doanh. Rồi giờ hỏi câu hỏi tiếp. Như vậy thì theo Michael Porter đó, đúng không ạ? Mình xem cái clip này tiếp, xem một clip khác đi để cho cái ví dụ đã, để chúng ta hình dung đã.
để share lại một cái clip, một cái để thông khăn. Câu chuyện của tập đoàn chuyên sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất của Thụy Điển IKEA được Michael Porter đưa ra như một ví dụ thành công về việc tạo sự khác biệt. Chiếc ghế này là một sản phẩm độc đáo của IKEA. Nó có thể thay đổi kích thước, kiểu dáng một cách đáng kinh ngạc. Người ta có thể biến hóa nó để phù hợp với bất cứ địa hình nào. Những sản phẩm như thế này không nhất thiết phải là tốt nhất thế giới, nhưng lại độc đáo và tạo sự đa dạng mà những khách hàng mục tiêu của IKEA là những người trẻ tuổi có học thức, rất ưa chuộng. Khách hàng IKEA thích những đồ đạc tiết kiệm không gian, có thể nâng cấp được nhưng lại phải có mức giá thấp. Để hạ giá thành tới mức thấp nhất, đối với nhiều sản phẩm, IKEA không cung cấp dịch vụ chuyển hàng về tận nơi, mà làm ra sản phẩm dễ tháo lắp, để người mua hàng tự dùng xe của mình trở về và tự lắp ráp. Dĩ nhiên là họ lắp ráp theo chỉ dẫn rất chi tiết trong catalog, thậm chí có cả những đĩa video hướng dẫn lắp ráp và sử dụng. Những hoạt động khác tạo nên sự độc đáo là IKEA bố trí các kho hàng lớn với một lượng hàng tồn lớn để khách tự chọn, sự phục vụ kéo dài, các điểm bán hàng ở ngoại ô, có chỗ đậu xe, có chỗ gửi trẻ em trong cửa hàng. Video hỏi tiếp theo, đây là ví dụ các bạn xem cái clip nói về cái ví dụ về tạo sự khác biệt đấy. À, như vậy thì một cái công ty đưa ra cái sản phẩm, quan trọng là gì, là mình đưa ra được cái sản phẩm nó có cái sự khác biệt, cung cấp được những cái giá trị khác biệt cho khách hàng, thì đó là cái quan trọng để cạnh tranh. Rồi như vậy thì theo các bạn á, thì mình sẽ căn cứ vào đâu để chúng ta biết được là mình khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh? Những cái tiêu chí nào để chúng ta có thể căn cứ vào để biết được mình khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh? Rồi, mời bạn, bây giờ mời bạn Thanh trước đây. Dạ thưa thầy, em nghĩ là mình cần phải dựa vào cái đối tượng khách hàng mà mình muốn hướng đến. Ví dụ như mình muốn hướng đến khách hàng trẻ có thu nhập thấp thì mình sẽ tạo ra những cái sản phẩm mà phù hợp với lại nhu cầu của họ. Ví dụ như đối với IKEA thì khách hàng người trẻ thì họ thích những cái đồ chất lượng, nhưng mà họ không có quá nhiều tiền thì IKEA sẽ tạo ra những cái sản phẩm mà không phải là có chất lượng tốt nhất nhưng mà giá thì sẽ phù hợp với đối tượng đó, thì nó sẽ là tạo ra những sự khác biệt cho cái công ty này. Thì thứ hai là em định nói một cái là dạ cái thứ hai là về cái sản phẩm. Sản phẩm thì em nghĩ là cái sản phẩm thì nó nên đạt được một cái độ chất lượng nhất định, giống như là để mình tăng được cái sự lòng tin của khách hàng, để tin tưởng vào cái sản phẩm của mình cung cấp cho khách hàng. Thì đó là hai cái mà em nghĩ là sẽ tạo ra cái sự cạnh tranh cho công ty. Đó, Thanh. Để bạn Nghĩa, bổ sung thêm bạn Nghĩa. Chào thầy, là em nghĩ là có để mà những cái tiêu chí để mà xem xét coi là chúng ta có thực sự tạo được sự khác biệt chưa, đó là
thứ nhất là chúng ta phải nhìn vào cái thị trường hiện tại là có ai làm cái cách này chưa, nghĩa là chưa có ai thực hiện cái cách này, là chúng ta đi một cái hướng khác. Còn cái thứ hai là cái cách làm này của chúng ta nó phải là nghĩa là không thể bị bắt chước, nghĩa là chỉ chúng ta mới có năng lực để mà thực hiện cái hướng đi này. Thì em nghĩ đó là hai cái yếu tố quan trọng nhất. Cảm ơn bạn Nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp để mình biết như vậy căn cứ vào đâu ha. Các bạn xem tiếp cái đoạn clip này. Vậy là điểm đầu tiên của một chiến lược tốt đã được thực hiện. Tiếp theo đó là ở mỗi thì phải tìm hiểu sự thay đổi hệ thống đồng nhất. Tiếp theo đó là ở mỗi thời kỳ phải liên đã được thực hiện, đó là tạo nên sự khác biệt. Tiếp theo đó là ở mỗi thời kỳ phải nghiên cứu sở thích của đối tượng khách hàng mục tiêu, các khách hàng tuổi tin. Thế thấy thị trường giảm sút thì phải tìm hiểu sự thay đổi trong thị hiếu của khách hàng để điều chỉnh, chứ không chuyển sang chế tạo sản phẩm khác. Một hệ thống đồng nhất được xây dựng từ sản xuất đến phân phối, dịch vụ hậu mãi và bền bỉ duy trì tính liên tục của chiến lược cạnh tranh. Michael Porter cho rằng việc sao chép sản phẩm của các công ty thành đạt sẽ đánh mất đi sự độc đáo của công ty. Làm thế nào để xây dựng một chiến lược tốt? Tôi tin rằng định vị một chiến lược liên quan đến 5 nguyên tắc cơ bản. Nguyên tắc thứ nhất, chiến lược nào cũng đòi hỏi bạn, với tư cách là một tổ chức, phải đưa ra được một nhóm giá trị tiêu biểu khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Nhóm giá trị tiêu biểu này là câu trả lời của 3 câu hỏi. Đó là nhóm khách hàng nào bạn đang muốn phục vụ? Những nhu cầu nào của những khách hàng này bạn muốn đáp ứng? Và cái mức giá mà bạn đưa ra. Nếu bạn muốn phục vụ những khách hàng giống như khách hàng của đối thủ cạnh tranh, đáp ứng những nhu cầu mà đối thủ đang đáp ứng và đưa ra cái mức giá giống như họ, thì bạn không có chiến lược gì cả. Nguyên tắc thứ hai. Như vậy thì các bạn thấy là cái này mà chúng ta đưa ra rõ, nhưng mà để xác định cái nhóm giá trị là cái mình nói gì khác biệt đấy. Như vậy khác biệt là chúng ta phải đưa ra một nhóm cái giá trị tiêu biểu khác biệt cho khách hàng, và nó dựa vào 3 cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là gì? Phải khác biệt khách hàng. Đây, trả lời 3 câu hỏi đấy. Khách hàng nào muốn phục vụ, nhu cầu nào bạn muốn đáp ứng, đúng không ạ? Và mức giá bạn đưa ra. Như vậy thì nếu mà Michael nói là gì, nếu như bạn phục vụ cùng với khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh, đáp ứng cái nhu cầu mà đối thủ cạnh tranh đang đáp ứng và đưa ra mức giá giống như họ, thì nghĩa là không có chiến lược, nghĩa là chúng ta không có khác biệt rồi, nghĩa là chúng ta không có chiến lược. Vậy thì cái tiêu chí mà chúng ta có thể căn cứ vào để đánh giá xem mình có khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh không, 3 tiêu chí. Thứ nhất là khách hàng mình phải khác so với đối thủ cạnh tranh, thì hướng đến cái đối tượng khách hàng khác so với đối thủ cạnh tranh. Thứ hai là cái nhu cầu mình phục vụ nó phải khác so với đối thủ cạnh tranh, và thứ ba là giá cả nó không phải khác. Đó, 3 cái yếu tố đó để chúng ta căn cứ vào để đánh giá được cái chúng ta đang có khác biệt so với các đối thủ hay không. Thế nhưng mà thì nãy như ý của bạn Thanh nói chúng ta đúng, bạn Thanh bạn Nghĩa cũng nói đúng về cái ý như cho khách hàng này, đúng không? Khách hàng nào chúng ta quan trọng, rồi sản phẩm dịch vụ gì, nó cũng có ý nghĩa là cái nhu cầu đấy. Nhưng mà đây thì rõ hơn là mình tập trung vào cái nhu cầu nào. Để lấy một cái ví dụ để các bạn có cái hình dung cho nó dễ, ở thị trường Việt Nam chúng ta thì đó là cái ví dụ ở trong ngành viễn thông.
Viễn thông đó. Ở trong lớp chúng ta chắc rất là nhiều các bạn đang sử dụng các cái sản phẩm dịch vụ của Viettel, những cái dịch vụ điện thoại di động của Viettel. À, điện thoại di động là một trong cái dịch vụ mà Viettel họ rất thành công, mặc dù họ là cái mạng di động. Rồi sau, xin sau để muộn so với hai cái mạng đó là Mobifone và Vinaphone. Thì các bạn biết là ở Việt Nam chúng ta bắt đầu có cái mạng điện thoại di động vào năm 1992. Đó là cái mạng Mobifone. Mobifone được thành lập dựa trên một cái hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa VNPT, tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam hiện nay đó, với lại một cái đối tác ở nước ngoài, đó là đối tác phải Comvic của Thụy Điển. Thì lập lên lúc đó là coi như mình mở cửa từ năm 1991. À, và chúng ta chưa có kinh nghiệm gì trong cái việc triển khai hoạt động kinh doanh, đặc biệt là với cái mạng điện thoại di động. Thì cái đối tác ở bên Thụy Điển họ sang, họ đặt vấn đề là như vậy thì cho phép họ thiết lập cái mạng điện thoại di động ở Việt Nam, họ tự đưa trang thiết bị các thứ qua để làm, rồi họ phối hợp với lại cùng với mình để làm. Thì lúc đó là ở Việt Nam thì đại diện cho Việt Nam đó là tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT đấy đứng ra để làm. Thì coi như họ làm hết, họ xây dựng hết. Rồi sau đó một thời gian thì hình như là thầy nhớ là đến 7 năm đi, nghĩa là thì 5 năm hay 7 năm gì đó, nghĩa là họ ăn chia, họ làm xong họ ăn chia với mình. Rồi sau đó sau 5 năm bàn giao lại cho mình cái mạng này. Thì cái mạng Mobifone, cái gốc của cái mạng Mobifone nó là như vậy đó. Thì nó bắt đầu nó xuất hiện từ năm 1992. Rồi sau đó một thời gian thì VNPT lập thêm một cái mạng mới, đó là vào năm 1996, lập cái mạng Vinaphone, sở tại Vinaphone. Rồi VNPT với kinh nghiệm đã hợp tác với lại nước ngoài để thiết lập cái mạng di động thì biết cách làm rồi. Năm 96 mình tự lập cái mạng của mình, mạng Vinaphone. Rồi sau đó thì chủ trương của nhà nước là sẽ tạo ra cái sự cạnh tranh ở trong lĩnh vực viễn thông thay vì độc quyền, tạo ra sự cạnh tranh và thêm các công ty khác tham gia vô. Nhưng mà rất nhiều các công ty không thành công, ví dụ như Apple, Beeline và các thứ không thành công. Và một cái công ty thành công tham gia thị trường thành công đó là Viettel. Như vậy thì Viettel họ vào thị trường và họ áp dụng rất tốt về cái nguyên tắc này, rất tốt về cái nguyên tắc khác biệt này các bạn. Nên các bạn thấy là cạnh tranh ở trên thị trường thành công, Viettel ra sao. Nhưng hiện nay cái mạng của Viettel nó là gì, chiếm hơn 40% thị phần ở Việt Nam. Mà thực ra là họ không muốn chiếm hơn nữa. Chiếm hơn nữa là họ sẽ bị vi phạm cái luật về cạnh tranh. Và như vậy lúc đó sẽ phải tách ra. Cho nên người ta không muốn tăng lên, chứ không phải là Viettel họ có thể tăng lên nhiều. Nhưng họ không muốn tăng, họ giữ hơn 40% thôi thị phần ở Việt Nam. Tại vì nếu vi phạm thì giống như kiểu họ thấy là VNPT sở hữu hai cái mạng Mobifone và Vinaphone, cộng thị phần của hai cái mạng này lớn hơn 50%, cho nên nhà nước yêu cầu VNPT phải chuyển giao một cái mạng về Bộ Thông tin Truyền thông. Và cuối cùng là cái mạng Mobifone là cái mạng được chuyển giao từ VNPT quản lý về cho Bộ Thông tin Truyền thông quản lý, nghĩa là để nó tách biệt ra, nó không còn cùng một tập đoàn nữa, để nó có sự cạnh tranh. Trong trường hợp của VNPT đấy là buộc phải tách ra đấy. Thì Viettel họ giữ ở mức đó, mức 40% thôi, hơn 40% thôi, không tăng lên. Nên họ tăng lên sẽ rất là nhiều, nếu mà tăng lên sẽ có đủ sức dư sức lại. Nhưng quay trở lại, như vậy Viettel họ khi họ tham gia vào thị trường, họ khác biệt cái gì? Thứ nhất là khác biệt khách hàng. Các bạn biết là khách hàng mục tiêu của Viettel khi họ vào thị trường là khách hàng mục tiêu của họ là nông dân. Khách hàng mục tiêu của Viettel là nông dân. Thì ở cái thời điểm bối cảnh vào năm 1998 Viettel họ tham gia vào thị trường đó, bối cảnh đó, thời điểm đó thì các bạn biết là tất cả các cái mạng điện thoại di động, trong đó là Mobifone và Vinaphone, đều tập trung vào khách hàng là khu vực thành thị. Tại vì lúc đó là điện thoại di động nó đắt tiền lắm. Tuy nhiên mua cái điện thoại cũng đắt.
nhân rẻ như bây giờ các bạn có thể mua nó dễ dàng. Ngày xưa mua một cái điện thoại rất là mắc. Ví dụ thầy, ví dụ như cái thời mà khoảng năm 96, 97 chẳng hạn, mua một điện thoại, hồi đó có một điện thoại, cái model nó ra nó gọi StarTAC của Sony Ericsson chẳng hạn, một cái điện thoại đó nó khoảng cái 13 triệu thời điểm đó các bạn, thời điểm năm 97, 98, 13 triệu, mà lúc đó vàng chỉ có 5 triệu một cây vàng thôi, là mua cái điện thoại hết, nó hết khoảng tầm 2,5 cây vàng. Rồi thứ hai là gì, đóng phí hòa mạng. Đó, đầu tiên là ngày xưa lúc đầu là như là các bạn đang tham gia, không phải như bây giờ các bạn sử dụng là người ta quảng cáo, người ta khuyến mãi hút các bạn đó. Ngày xưa là muốn tham gia vô kể cả điện thoại cố định là phải đóng phí hòa mạng, nghĩa là phải nộp cái phí, và cái phí đó là bao nhiêu. Cái phí đó với điện thoại di động lúc đầu là khoảng 5,4 triệu, như là hết một cây vàng thì đóng phí hòa mạng. Rồi sau này thì giảm xuống nó còn là 2,6 triệu, thì nhớ là 2,6 triệu, như là cũng phải hết một tuần tầm 5 triệu vàng. Như vậy thì những rồi thứ hai là cước phí rất là mắc, thời điểm đó gọi một phút, nói chung mình nó khoảng 1.000 đồng. Trên cước phí cũng rất là mắc. Tóm lại là gì, là người ta suy nghĩ rằng là chỉ có dân, những người dân ở khu vực thành thị, những người có tiền thì mới sử dụng được thôi, chứ còn ở nông thôn thì ít người có nhiều tiền để sử dụng. Thứ hai đấy là cái nguyên tắc để mà cắm cái trạm sóng, cái trạm BDS đó, cái trạm phát sóng thì phải cắm ở chỗ đông người, thì lúc đó nó hiệu quả, nó phục vụ được nhiều người. Và như vậy thì ở đô thị, cho nên tất cả các mạng điện thoại di động lúc đó họ đều tập trung vào khách hàng ở khu vực đô thị. Các bạn hình dung vậy đó. Thì lúc đó Viettel vô thị trường, họ chọn là khách hàng là nông dân, khách hàng tiềm năng của họ là nông dân. Và họ có cái, họ có cái khẩu hiệu, họ dùng cái, dùng lại cái khẩu hiệu của Mao Trị Đông đó, nghĩa là gì, lấy nông thôn bao vây thành thị, là dùng cái khẩu hiệu đó. Các bạn ở đây thì muốn nói thêm cái khẩu hiệu là gì, các bạn hình dung đó. Như vậy thì các bạn triển khai chiến lược á, như vậy nó phải xuất phát từ cái ý đồ chiến lược này, và lúc đó họ có slogan, có các thứ nó phải đi theo cái chiến lược, mà đó là chính là cái, những cái triển khai đấy. Nhưng mà đầu tiên là khách hàng khác, các mạng điện thoại di động lúc đó đều tập trung vào khách hàng là dân ở thành thị, thì Viettel tập trung vào khách hàng ở nông thôn. Các bạn thấy cái khác chưa? Nên thứ hai, nhu cầu. Như vậy thì nhu cầu khác ở chỗ nào? Cũng là cung cấp cái dịch vụ điện thoại di động thôi, như vậy thì cũng nghe gọi, nhắn tin các kiểu thôi. Như vậy thì khác ở chỗ nào? Khác ở cái chỗ mà các bạn thấy không thể hiện trong cái slogan của họ đó. Và đây là cũng là cái slogan mà các bạn thấy là nó rất là quen thuộc, đó là hãy nói theo cách của bạn, đúng không? Say your way, hãy nói theo cách của bạn. Và hiện tại bây giờ thì họ sửa lại theo cách của bạn đó. Thì lúc đó mình đang tập trung vào mạng viễn thông hay nói theo cách của bạn. Vậy cái này nó khác chỗ nào? Nó khác ở cái cách tiếp cận. Cái tiếp cận. Họ muốn cái câu nói, cái slogan đó nó thể hiện gì? Đó là Viettel sẽ đáp ứng cái nhu cầu khách hàng, cá nhân hóa cái nhu cầu khách hàng. Nghĩa là tôi đáp ứng nói theo cách của bạn mà. Nghĩa là gì? Đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng với những cái khác biệt của mỗi người. Nhưng cái này nó có cái giá trị gì các bạn phải hiểu thêm một chút xíu ở đây, mà cái chúng ta hiểu cái ví dụ này chúng ta sau này các bạn có thể áp dụng, các bạn làm khởi nghiệp kinh doanh gì đó, các bạn phải theo những cái nguyên tắc này để các bạn làm ha. Nhưng mà thì cái nhu cầu quá, từ ra một cái nó gọi là cái giá trị của khách hàng,
giá trị của khách hàng. Cái này liên quan đến cái mảng marketing, giá trị của khách hàng, giá trị của người mua. Như vậy thì khách hàng mua một cái sản phẩm dịch vụ, họ sẽ có những giá trị nào? Hiện nay thì họ chia là mấy, là bốn cái loại giá trị. Thì nhớ không nhầm, bốn cái loại giá trị. Nhưng mà chúng ta có thể chia làm hai cái nhóm chính. Đó là gì? Đó là giá trị chức năng và giá trị cảm xúc. Giá trị chức năng hay là gì? Giá trị chức năng đó là cái tính năng, cái chức năng của cái sản phẩm dịch vụ đó mang lại. Các bạn mua cái xe thì như vậy thì cái giá trị chức năng đó là cái xe nó chạy có nhanh không, nó có chạy êm không, nó có ổn định không, vân vân. Đó là giá trị chức năng. Giá trị cảm xúc là cái gì? Đó là mình cảm thấy vui với cái xe đó không, mình có thấy thích không, mình có thấy hãnh diện không, vân vân. Như vậy thì mua một chiếc xe, đúng không ạ? Cũng một chiếc xe đi lại thôi, nhưng mà có chiếc nó đến mấy chục tỷ, ô tô chẳng hạn, có chiếc mấy trăm triệu. Nhưng tại sao người ta bỏ ra mấy chục tỷ mua đi lại cho thì đương nhiên nó êm hơn rồi đấy, nó đắt tiền hơn, đi nó êm hơn, nó ngon hơn đấy, nhưng mà nó đâu có đến nỗi nó chênh lệch chứ ạ. Nhưng người làm ăn kinh doanh là phải mua cái xe mấy chục tỷ để thể hiện đẳng cấp. Tôi đi cái xe Rolls Royce, đi một cái xe Maybach chẳng hạn, như vậy. Như vậy thì đó là đẳng cấp. Và ta thể hiện là gì? Thể hiện tôi là có nhiều tiền, mà bằng kinh doanh tốt, tạo ra cái sự tin cậy với lại đối tác, với khách hàng, với người khác. Đó, như vậy đó là cái giá trị, được gọi là giá trị cảm xúc. Như vậy thì khi mà Viettel, quay trở lại Viettel, như vậy Viettel họ tập trung vào gì? Tập trung vào cảm xúc. Tập trung vào cảm xúc, nghĩa là tôi tôn trọng khách hàng và tôi phục vụ khách hàng, cá nhân hóa khách hàng. Tại sao như vậy? Tại vì trước đó, khi mà chưa có Viettel, thì các mạng viễn thông, kể cả Mobifone, Vinaphone và nói chung viễn thông nói chung, ở trong viễn thông không có cái khái niệm khách hàng. Các bạn thấy là không? Cái ngành kinh doanh như vậy không có khái niệm khách hàng. Họ gọi khách hàng là gì? Họ gọi là thuê bao. Họ gọi là thuê bao. Mà thuê bao đó là gì? Đó là những con số, những cái ký hiệu, ví dụ như là họ không biết ông chuyển đăng qua lại, họ chỉ biết là gì, cái ông 0913 vân vân này, như vậy đây là cái ông này, cái ông có đang kết nối có tốt không, ông có gọi được không, quan trọng như vậy. Và thứ hai là cái account khoa TD này, như vậy thì có sử dụng có ok không. Nhưng họ quan tâm đến cái giá trị chức năng thôi, như là gì, kết nối ổn định, như vậy cái số điện thoại này gọi được, nó không bị mất sóng, nó không bị lỗi, gọi ok, cuộc gọi tốt là được rồi. Rồi cái account sử dụng internet này, như vậy thì account này quay vô được, kết nối internet ok là được rồi. Thì họ rất chú trọng đến cái giá trị chức năng, nhưng họ không xem ông Khoa là cái gì cả, đâu quên mà, đâu cần biết ông Khoa là ai, để ông Khoa cần họ mà. Thì đó là cái mà khách hàng người ta đang rất bực bội, đang bị rất xem thường, và họ không có khái niệm khách hàng các bạn, họ không có khái niệm khách hàng. Và ngày xưa mà khi mà thầy lúc đó thầy đang là kinh doanh, là quản lý mấy công ty, lấy công ty làm về phần mềm đó, thì họp rất nhiều lần với VNPT để bàn cách để làm sao để mà khi bắt đầu Viettel vô thị trường rồi đó, thì bắt đầu họ mới quan tâm đến khách hàng, chăm sóc khách hàng. Thì lúc đó cái nhu cầu là gì? Cần biết là như vậy thì cái ông Trần Đăng Khoa này là ông sử dụng bao nhiêu cái sản phẩm dịch vụ của VNPT. Đó, cần phải gộp lại. Để lúc trước là quản lý riêng cái mạng di động, quản lý cái số điện thoại của ông Khoa riêng, cái mạng internet, quản lý cái account riêng, rồi vân vân các thứ, rồi cái mạng cố định quản lý riêng. Bây giờ là sao gộp ba cái đó lại để biết là ông Khoa có ba cái ông đang sử dụng ba cái dịch vụ đó. Không gộp được các bạn, không gộp được, tại vì đó là ba cái người cung cấp khác nhau, ba cái người mạng di động đó là Vinaphone, rồi internet đó là viễn thông bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, quản lý điện thoại cố định, kết nối internet bưu điện như vậy. Như vậy thì mà họ lấy riêng hết, không có cái đầu mối manh mối gì để mà nhập vô làm một được. Thì đó là một cái mà chúng ta hình dung, nghĩa là gì, tóm lại là
Lúc đó thì thị trường người ta đang tập trung vào giá trị chức năng, thì Viettel ra thị trường họ tập trung vào giá trị cảm xúc. Như là khách hàng đang bị cái độc quyền kia, anh có thường thì bây giờ Viettel là gì? Hãy nói theo cách của bạn. Nghe là tôi rất tôn trọng những cái cá nhân, những cái nhu cầu cá nhân của khách hàng, và tôi rất là trân trọng khách hàng. Như vậy các bạn thấy là khách hàng tự nhiên thích, tự nhiên đang có một cái đang bị là một cái anh kia anh coi thường mình, thì bây giờ tự nhiên sang anh này ra là anh rất là trân trọng mình. Đó. Nhưng các bạn thấy là cái slogan của họ không phải ngẫu nhiên là cái slogan nó như vậy đâu, đó chính là cái ý đồ chiến lược của họ đấy các bạn. Và một cái nguyên tắc quan trọng ở đó các bạn, khi thị trường họ đang là chức năng, họ đang chú trọng đến chức năng, các công ty đang chú trọng đến giá trị chức năng, thì ta sẽ để chúng ta khác, ta sẽ hướng đến cái giá trị cảm xúc. Ngược lại khi thị trường đang hướng đến giá trị cảm xúc thì ta sẽ hướng đến giá trị chức năng. Đó là một cái chiêu của chúng ta để chúng ta khác biệt về cái phục vụ nhu cầu của các bạn. Mình có cái chiêu như thế, nhưng mà mình cũng khác biệt. Họ chức năng thì mình cảm xúc, họ cảm xúc thì mình chức năng. Các bạn chờ thêm một tí xíu, tôi sẽ có một cái ví dụ cho chúng ta hình dung một cái ví dụ. Để thầy nói các bạn này là cái một trong những cách mà người ta chú trọng đến cái ngược lại đó. Nãy thì Viettel là người ta đang chức năng thì mình chú trọng đến cảm xúc. Ngược lại thì một cái ví dụ như là cái đó là một cái tiệm cắt tóc, thương hiệu cắt tóc đó là gọi là cái QB đó, QB House. Thì cái tiệm này là của Nhật. Thì chúng ta biết là cắt tóc nam đó, đúng không ạ? Các bạn nam mà các bạn đi cắt tóc này hả, thì các bạn cũng sẽ hình dung là như vậy. Một các bạn sẽ mất, thường thường mình đi cắt tóc, đúng không? Đi cắt tóc mình mất thời gian rất là nhiều, nhanh nhá, nhưng mà nhanh phải hết nửa tiếng để cả chờ rồi cả. Còn nếu mà
làm nhiều công đoạn hơn là hết cả tiếng, có khi tiếng rưỡi đồng hồ cắt tóc. Tại vì đi cắt tóc thì có khi thời gian cắt tóc chỉ hết 15 phút thôi, nhưng mà thời gian chờ nè, kèm theo thời gian ví dụ như là cạo mặt, rấy tay, rồi có bạn thì còn giống kiểu đắp mạch, lột mụn hay gì đó như thế, nó mất gội đầu gì nữa, mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà chúng ta hình dung là cái dịch vụ cắt tóc nói chung ở Việt Nam hay ở các nước cũng thế, nó là gì, nó đang chú trọng rất nhiều đến cái giá trị cảm xúc. Nhà đi cắt tóc thì cái chức năng về cắt tóc có ít, nhưng mà những cái loanh quanh đó thì nó nhiều. Nhưng mà thì để khác biệt đó, thì QB House thì họ đưa ra cái này của ở Nhật, họ đưa ra một cái dịch vụ cắt tóc. Dịch vụ cắt tóc là tập trung vào cái chuyện cắt tóc. Và họ mở cái, đặc biệt là ở Nhật thì người ta hay đi bằng xe tàu điện ngầm đó, thì họ mở các cái tiệm cắt tóc gần chỗ mấy cái ga tàu điện ngầm đó, thì khách hàng mà đi làm á, thì người ta có thể vô người ta cắt. Và cái thời gian mà họ cắt tóc nó rất là ngắn, nên họ không phải chờ, họ mất khoảng 10 phút đồng hồ để họ cắt. Như vậy thì họ có thể chờ tàu điện ngầm á, rồi họ đến đó họ cắt rồi họ đi làm. Và họ trang bị cái hệ thống mà giống như kiểu là máy hút tóc các thứ, để cho khách hàng khi mà cắt xong là hút sạch tóc, không có dính vào áo, không có gì hết, dính vào người à, và cho 10 phút đồng hồ. Và giá cắt tóc bình thường ở bên Nhật là nó khoảng tầm từ 27 cho đến 45 đô la. Thì cái QB House này họ tập trung vào cắt tóc. Khách hàng thay vì mất 1 tiếng thì mất khoảng 10 phút để cắt tóc, và giá một lần cắt tóc đó khoảng 9 đô la. Cái cửa hàng rất thành công, cái cửa hàng này rất thành công, mở được rất là nhiều các cái chuỗi cửa hàng về cắt tóc này, rất thành công và thậm chí là phát triển sang các nước khác nữa. Đó, thì các bạn, đây là một cái ví dụ nữa là gì, đó là như vậy thì chúng ta cái nhu cầu đó, đối với nhu cầu đó thì một cái trong những cách để chúng ta có thể xem là chúng ta khác biệt nhu cầu so với nước vừa tranh đó là gì. Nếu như các nước vừa tranh đang tập trung vào giá trị chức năng thì ta tập trung vào giá trị cảm xúc. Nếu như các đối thủ cạnh tranh đang tập trung vào giá trị cảm xúc thì ta tập trung vào giá trị chức năng. Đó, đó cái mà các bạn cũng có thể căn cứ. Và cái thứ ba là giá cả. Nếu các bạn thấy là như Viettel họ tham gia thị trường là giá của họ là giá rẻ. Mình đưa ra cái khẩu hiệu đó là gì? Đó là bình dân hóa dịch vụ điện thoại di động. Bình dân hóa. Nghĩa là cái dịch vụ điện thoại di động đó nó không phải là dịch vụ cao cấp mà nó phải trở thành là dịch vụ bình dân. Và các bạn phải biết rằng đương nhiên là với sự phát triển công nghệ hiện nay nó nhiều thứ, nhưng chúng ta cũng phải nói rằng là biết ơn Viettel, đó là nhờ Viettel mà các cái giá cước điện thoại nó giảm và chúng ta hiện nay chúng ta có thể sử dụng phổ biến được, đó là nhờ Viettel rất là nhiều đấy. Tại vì họ đưa chiến lược giá rẻ cạnh tranh, họ chọn chiến lược cost leadership đó, chiến lược giá thuê chi phí thấp cạnh tranh bằng giá rẻ. Các bạn thấy là đó là cái khác biệt, và chính vì họ áp dụng rất tốt cái khác biệt như vậy đó thì họ ra thị trường họ mới thành công. Chứ còn các cái mạng khác đều không cạnh tranh lại và đều chết hết, ví dụ như Apple thì các bạn có thể Apple nó chết sớm mà có khi các bạn lúc đó các bạn chưa biết. Apple và các mạng khác đều là gì? Đi vào thị trường và lại cạnh tranh trực tiếp với lại những cái mạng hiện tại ở những cái thị trường đô thị. Các bạn biết rồi, một cái mạng mới vào, một cái công ty mới vào và cạnh tranh với những anh hiện tại và cạnh tranh trực diện với lại những cái mà họ đang có lợi thế đó, thì làm sao cạnh tranh lại. Như Apple chẳng hạn, Apple vào thị trường cũng tập trung vào khu vực đô thị, nhưng vì năng lực tài chính mới đầu còn ít, cho nên mới đầu tiên chỉ có cắm trạm anten được ở 4 nơi, đó là gì? Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai và Hải Phòng. Như vậy thì nếu như ai đăng ký sử dụng Apple thì chỉ gọi được những người ở 4 cái tỉnh thành phố đó. Sau này bắt đầu mở rộng thêm, gọi được Đà Nẵng với Cần Thơ, rồi bắt đầu mới từ từ mở ra. Như vậy thì ai mà sai, ai mà sử dụng. Như vậy thì đi mà lại anh đi đã yếu hơn, anh mới bảo anh yếu hơn mà lại cạnh tranh trực diện thì sao mà được. Các bạn hiểu không? Hiện tại thì
thầy đang đang làm cái đề tài cấp nhà nước ạ, đề tài cấp nhà nước đang làm cho để chính phủ đặc biệt là trung ương, cái đề tài làm cho bên bên hội đồng lý luận trung ương, và sau này sẽ là cái là căn cứ kết quả của mình đó thì hội đồng lý luận trung ương nó người ta sẽ tổng hợp để xem có thể trở thành một cái quyết sách về phát triển kinh tế số ở Việt Nam để đưa vào cái văn kiện đại hội đảng lần tới vào năm 2025. Nó thì đang làm cái đề tài, đang nghiên cứu đề tài về phát triển kinh tế số của Việt Nam nha, để sau này có thể để đưa vào cái nghị quyết của đại hội đảng sắp tới để thành cái định hướng phát triển cho Việt Nam. Thì bàn nhau rất là nhiều thứ về kinh tế số, rất là nhiều thứ. Và một trong những cái mà kinh tế số mà phát triển và cần phát triển đó là gọi là phát triển các platform, các cái nền tảng. Và hiện nay thì ở Việt Nam đa số, các bạn, hầu hết các cái nền tảng đều là nước ngoài trừ Zalo, các bạn, một phần đó là Tiki. Đó. Còn các nền tảng mạnh là đều của nước ngoài. Mạng xã hội thì sử dụng Facebook, và các bạn sử dụng Instagram, Twitter, các bạn có thể sử dụng những cái của nước ngoài thôi. Còn các bạn Việt Nam, các bạn Lotus chẳng ai xài. Rồi ngân hàng thì các bạn ở đây, các bạn mua hàng, các bạn bán hàng thì toàn Shopee với Lazada, đúng không? Đó, như vậy những cái nền tảng nước ngoài thôi. Như vậy thì cũng bàn nhau mà một trong những cái để phát triển cái số được Việt Nam làm được, chúng ta phải làm sao tự phát triển cái nền tảng của mình. Đó. Và chúng ta hình dung là nếu như chúng ta phát triển một cái nền tảng mà chúng ta cạnh tranh trực tiếp, ví dụ bán hàng, mà bây giờ phát triển một cái nền tảng mà cạnh tranh trực tiếp với lại Shopee với Lazada thì chết chắc, thì sao cạnh tranh lại, đúng không? Thì sao cạnh tranh được? Miễn là cái nền tảng đó, tại vì nó liên quan đến nhiều thứ, nó vừa liên quan đến an ninh thông tin, nó vừa liên quan đến đến cái lợi ích kinh tế nữa. Các cái mạng đó họ bán, hay là ví dụ như Facebook chẳng hạn, Google chẳng hạn, họ sử dụng cái tài nguyên của chúng ta nhưng mà họ không đóng thuế cho mình. Đã. Ví dụ Google chẳng hạn, các tài nguyên chúng ta, ví dụ như thông tin người dùng của Việt Nam, đó là tài nguyên của mình chứ. Đúng không? Thông tin về đường xá của mình, đó là tài nguyên của mình chứ. Nhưng mà họ thu tiền được từ những cái thông tin đó, họ bán cho các công ty kinh doanh các thứ, họ bán thông tin, nhưng mà họ hay toán là Singapore, mình đâu có thu được đồng thuế nào. Cho nên là mình rất muốn làm những cái nền tảng của Việt Nam để chúng ta có thể vừa phải giúp các cái doanh nghiệp Việt Nam phát triển, đồng thời cũng là cái nhà nước còn thu được thuế ở Việt Nam. Thế thì bàn rất là nhiều, và một trong những cái suy nghĩ, đây cũng là cái suy nghĩ thôi, có thể sẽ là cái đề xuất, đó là gì, đó là ví dụ như phát triển cái nền tảng về bán, nha, về bán hàng. Thì bây giờ đang nghĩ dùng cái chiều đó là như vậy, thì chúng ta hình dung là hiện nay thì các cái mạng Shopee, Lazada cũng đang tập trung vào thành thị đó. Và họ bán các cái hàng hóa phục vụ cho nhu cầu của dân thành thị như là quần áo rồi các thứ, những cái hàng thôi. Thì như vậy đây suy nghĩ là như vậy, thì hay là chúng ta có thể có chính sách để hỗ trợ cái công ty, một cái doanh nghiệp nào đó của Việt Nam phát triển cái nền tảng để cho nông dân ở Việt Nam, ví dụ vậy. Nghĩa là chọn khách hàng phải né khách hàng khác so với lại cái khách hàng hiện tại của họ. Họ đang tập trung vào đô thị thì mình lại tập trung vào nông thôn, tập trung vào những khách hàng, đối tượng khách hàng là nông dân, ví dụ vậy. Rồi cái nhu cầu cũng phải khác. Hiện tại thì Shopee Lazada là bán các sản phẩm quần áo, thời trang, rồi các cái phần đó. Như vậy thì mình tập trung vào nông dân, có khi mình lại tập trung vào bán dụng cụ nông thôn chẳng hạn, ví dụ như là phân bón cuốc xẻng gì đó, ví dụ vậy. Ví dụ thế. Như vậy thì đó là những cái mà chúng ta hình dung, và cái đây là những cái mà các bạn sau này, các bạn khi mà chúng ta triển khai chiến lược đó, chúng ta phải có cái định hướng, và nó là một cái nguyên tắc để chúng ta có thể căn cứ vào đó để mình định hướng cái sự khác biệt cho chiến lược của mình. Chờ chỗ này các bạn nào có thắc mắc gì không, có câu hỏi gì không? Dạ không mà. Ừ. Nếu không có, mình giải lao khoảng 10 phút đi, 10 phút thôi. Ha.
các bạn giải lao từ giờ cho đến 9:15 thì các bạn cũng trước khi giải lao thì hỏi chút xíu các cái buổi học của các bạn á, các bạn hiện tại là trong lớp mình là mình rảnh vào cái buổi nào? Thứ hai các bạn có rảnh không? Dạ thứ hai học buổi sáng thầy ơi. Thứ hai học buổi sáng. Thứ hai buổi sáng. Thứ hai buổi sáng để xem cho Văn Linh. Thứ hai buổi sáng. Thứ hai buổi sáng thì có thể là thứ hai buổi chiều. Buổi chiều. Thứ hai buổi sáng hiện tại các bạn đang học cái lớp tư duy thiết kế gì? Hay gì? Dạ em thứ hai buổi sáng em học lớp CR em môn học phần tự chọn hả? À. Ủa thầy là chỉ có tuần sau hay sao thầy? Để hỏi là thầy có thể lần trước tuần sau hoặc là cái tuần sau Tết. Dạ. Sau Tết nữa, tại vì cái thứ bảy mấy cái đó thì nó đang bị vướng lịch, cho nên đang hỏi xem để mình có thể điều chỉnh. Thứ hai là một này. Đấy, thứ hai buổi chiều là ok không? Dạ, thứ hai buổi chiều em không có học mà nên là chắc ok, cậu các bạn thì sẽ không biết. Dạ, thứ hai buổi chiều là có môn khởi nghiệp kinh doanh thầy ạ. Ừ. Đó, thì thầy hỏi xong rồi các bạn xem là bạn nào có kẹt thì lên tiếng. Có khởi nghiệp kinh doanh là học lúc 17 giờ tối mà. Xin phải lên tối mà. Ồ, là học tầm tối á. Dạ, các bạn chuyển sang các bạn học buổi tối gì đúng không? Dạ, là khởi nghiệp kinh doanh học buổi chiều tối luôn thầy. Thì nếu vậy thì có thể chiều thứ hai mình cân nhắc, chiều thứ hai mình học bù cho cái tuần tới, cho cái thứ bảy á. Dạ. Để cân nhắc, để khỏi làm em em. Thì thầy hôm nay thì ôn xong rồi. Thực ra thì mỗi cái buổi online thì thầy sẽ không lâu làm lâu đâu. Tại vì làm lâu quá nó cũng mệt mỏi. Nên từ online mình cứ khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ gì đó. Rồi các bạn có thể sẽ làm những bài tập thêm. Chứ online mà 3-4 tiếng đồng hồ liên tục mà các bạn ngồi nghe không thì nó cũng chán. Thì đó là một option thứ hai. Rồi sẽ để xem những cái buổi khác. Ví dụ như coi thứ ba sáng chiều thứ ba. Thứ tư, ví dụ như thứ tư buổi sáng, thứ tư là các bạn có học gì không? Dạ sáng thứ tư có thầy ơi, chiều thứ tư thì sáng chiều thứ tư mới rảnh. Chiều thứ tư mới rảnh hả? Dạ, sáng thứ tư là em học clean. Ừ. Rồi, thứ thứ năm. Thứ năm em rảnh nguyên ngày. Nguyên ngày. Các bạn trong lớp thì sao? Thứ năm có kẹp buổi nào không? Dạ, thứ năm buổi sáng em học. Ừ, buổi sáng học. Thì thứ năm thì buổi sáng thì thầy đang dạy triển khai chiến lược. Cái lớp khác. Thứ năm. Sáng thứ năm. À, rồi. Sáng thứ năm, như vậy chiều thứ năm là các bạn có rảnh đúng không? Dạ chiều thứ năm em rảnh. Ok, vậy là hai option này. Thứ chiều thứ hai với chiều thứ năm. Rồi thì hỏi tiếp. Thứ sáu. Dạ thứ sáu học nguyên ngày. Học nguyên ngày. Em cũng học nguyên ngày hiểu rồi. Ok, như vậy thì chúng ta có hai option thôi. Là có thể học thay cho cái buổi chiều thứ bảy đó là bằng chiều thứ hai hoặc là chiều thứ năm. Yeah. À. Như vậy các bạn muốn chọn buổi nào đây? Hay là mình làm chiều thứ chiều thứ hai đi. Chiều thứ hai đi nha. Yeah. Ừ. Vậy chiều thứ hai mình sẽ online, thì lúc đó thì thầy sẽ giả cái chương 10 cho các bạn. Giả chương 10. Rồi các bạn cũng ngắn ngắn thôi. Chiều thứ hai, nếu buổi chiều thứ hai chúng ta bắt đầu khoảng tầm 13 giờ. Dạ. Yeah. Ừ. Chiều thứ hai. Ok, rồi như vậy thì thứ bảy tuần tới là chúng ta sẽ bù cho cái buổi mà mình học bù vào ngày 14 á, thì mình sẽ bù vào là cái buổi ngày thứ hai là ngày mùng 9. Dạ. Yeah. À, mùng 9. Chiều ngày mùng 9 lúc 13 giờ. Ok. Còn cái tuần tới tiếp có thể sau Tết là chắc cũng sẽ phải đổi cái lịch, sau Tết thì mình sẽ tính tiếp ha.
Tới lúc đó thầy sẽ gửi mail thông báo, nhưng mà thầy sẽ ghi chú ở đây là các bạn phải được hai cái buổi đó rồi. Thì ghi chú đây để có gì sẽ. Dạ ơi, thầy, nếu mà được đổi luôn thì đổi luôn nha. Thầy gì chiều thứ bảy cũng hay đúng không? Tại vì á là em học đợt một em học tới 7 môn. Không rồi cái bây giờ thứ bảy học có một mình buổi chiều mà thứ hai em cũng học buổi sáng nữa, không nếu mà được thì đổi luôn hai. Em... lớp có ai kẹt gì không? Trong lớp có con. Em cũng biết nè hả quý vị. Sau này để nếu ẩm viện thử. Nếu đổi thì sẽ có thể liên lạc với khảo thí đổi luôn cái lịch luôn gì đúng không? Dạ. Tức là cái phòng cái đầu đạo á. Đổi luôn lịch như vậy trong lớp xem là chúng ta có kẹt gì cái chiều thứ hai không? Dạ, để phải ghi lớp em thử. Dạ. Và trong lớp sao? Hôm nay 20 mấy bạn rồi, chắc gần đủ hết rồi. Có bạn nào kẹt gì không chiều thứ hai không? Dạ, chiều thứ hai chỉ học cái môn khởi nghiệp kinh doanh thầy, mà bắt đầu lúc 17:45 thì hôm sau tụi em học tập trung lại thì em nghĩ là nếu mà môn này mình học buổi chiều thì chắc là tụi em sẽ đi qua bên A học thầy. Ừ thì ok, à, học bên hội trường lớn gì đúng không? Hội trường 16 vậy. Dạ. Ừ thì lúc đó thì ok. Thì các bạn học xong khoảng tầm 4:30 gì đó. Hơn 4 rưỡi gần 5 giờ thôi là xong rồi. Đi qua bên A thì ok. Dạ. Thầy cũng vẫn nhiều khi cũng vẫn chạy xong khi chạy về bên A thì dạ. Cũng thế. Em nghĩ là gộp thứ hai luôn thì nó cũng tiện cho tụi em đó thầy. Đi học một lần đúng không? Dạ. Như vậy thì... Vâng luôn. Nào nói gì nói tiếp đi. Nào. Chuyển hai chiến lược. Thầy ghi chú vào đây. Thầy sẽ báo với khảo thí. Xin thôi. Vậy chốt luôn cái lịch sắp mấy cái tuần tới là mình học chiều thứ hai nhá. Tuần tới và cái tuần sau Tết và đi học lại mình chốt luôn. Này, cứ học chiều thứ hai. Dạ vâng. Ok. Và đường link mình xem theo cái link này luôn ha. Thay đổi. Đường link làm một đường link để cho nó khỏi quên. Rồi, như vậy thì rồi các bạn giải lao khoảng 10 phút đi. Bây giờ 9:11 rồi. Chúng ta giải lao nó khoảng 9:20. Rồi sẽ quay trở lại thì còn thêm chút xíu nữa là chúng ta nghỉ.